Chào quý anh em nha. Sáng nay em lên cho anh em bộ áo màu tươi tươi nha anh em. Em lên cho anh em bộ áo cái màu tươi tươi. Full áo quay thái 203. Full áo, full đèn, full nhựa nhám luôn, đồng hồ. Bộ áo này em bán giá là full hết như vậy luôn anh em. Em bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Đó. Anh em cần thì hú em, nói chung áo đẹp nha anh em. Đây là quay thái 203 nha anh em lưu ý nha. Đây nè, tem này nè. Thấy không? Tem còn đẹp luôn nha anh em, tem rin theo xe chưa bạc màu luôn. Áo màu xanh Pepsi cực kỳ hiếm nha. Nói chung áo này anh em đừng so sánh với áo Alpha. Áo Alpha hãng không có tuổi đâu. Em vào chi tiết luôn nha. Xanh Pepsi anh em. Có cái chó này nè anh em, cái chó này là nó đang gắn bóng led đó, về anh em tháo bóng led ra, anh em muốn gắn bóng gì bóng. Còn cái này là không phải dán keo gì đâu nha anh em. Cái này là anh em biết cái gì không? Nó rà ba cái, nó nhét ba cái mút gì vô á. Nè em lấy ra cho anh em coi nè. Nè. Nhét ba cái mút bằng keo non gì vô á. Để cho nó cứng á. Về anh em lột ra nha, em làm biến mở quá trời rồi. Mới rửa sáng sương sương nhẹ nhẹ nè, ốc chỉnh pha nè, còn đẹp cực kỳ không? Mới rửa sáng sương sương. Đúng 203 nha anh em. Đó, quay thái 203. Em bán full áo, full đèn, full nhám, luôn cái đồng hồ luôn 3,5 triệu. Sơn zin còn đẹp dữ dằn nha anh em. Tem zin toàn tập bao anh em luôn. Cái này mà anh em đút vô Alpha là bao anh em áo theo xe về dặn cứng cáp, cái lỗ này nó có quịch nhẹ lỗ nha anh em. Đây nè. Đó, em tả chính xác nha. Này về anh em xử lý nhẹ lại lụm. Đúng 203 nè, tháng 3 năm 203. Đó. Rồi. Về trước bao đẹp luôn nha. Cái này nó dính keo gì á, về anh em chùi ra nha nè. Mỗi về chưa chạy luôn nha anh em. Màu hiếm luôn, chưa quịch lỗ gì hết nha anh em. Đẹp. Bên đây có trầy nhẹ miếng nha anh em, cọ dây thắng. Ốp dài. Áo này duy nhất có một lỗi, một duy nhất là gãy một bát ốp dài, còn ngoài ra là bao anh em nguyên zin hết. Sơn zin bao đẹp. Nè còn nước nè, rửa sáng nè. Ba bát còn y nguyên, một bên này là ba bát còn y nguyên nha. Bao dày nha anh em. Đây đắt 2000. Mấy cái đời quay thái 100 này nó ngộ lắm, một bên ốp dai này nó lấy cái quay 110 xài không. Em đã bán mấy bộ rồi em để ý em biết. Đây cũng đẹp luôn nè anh em. Cái bộ áo này anh em về chỉ xử lý nhẹ lại một bát hai bát là lụm kem thôi, trên này là dơ nha anh em, chứ không phải gì nha. Nè, còn đất nè, rửa chưa sạch mấy nè, ngay chân bát này nó bị gãy nè. Bị gãy ngay cái lỗ nè anh em, bị gãy ngay cái bát ốp dài một bên, còn hai bát này nguyên nha. Đó, em bán em nói rõ ràng, đúng đời 203, tháng 4 năm 203. Đó. Bao sơn zin bao đẹp. Tiếp theo là hai cánh bửng là miễn chơi nha anh em. Bộ áo này nó có tổng cộng là hai lỗi. Cái thứ nhất á là nó lỗi ngay một bát ốp dài ở đây, là một bát gãy một bát này. Cái thứ hai nó gãy một lưỡi câu bẩn ở bên tay trái. Còn bao nhiêu là em bao đẹp cho anh em luôn, chưa mất góc bẩn luôn nha. Chưa mất góc bẩn luôn nha anh em. Sơn rin bao anh em luôn, không qua dặm tút nha. Còn anh em muốn gắn quay 110 này, nhà thiết kế người ta đã sản xuất, người ta đã tính toán hết trơn rồi. Ở đây có một lỗ anh em khoét gắn quay 110. Cô bò thì người ta có để đinh sẵn, anh em muốn vô tùy anh em, tại quay thái 100 thì nó không có cô bò. Ốc bắt là bao anh em bao đẹp nha, dằn thè nha. Đây đúng đắt 203 nè, tháng 5 năm 203. Lưỡi câu bẩn còn, là câu bẩn bên này gãy rồi, bên này gãy bên kia còn, lộn, gãy lưỡi câu bẩn bên phải anh em. Đẹp nha anh em. Chung cái lưỡi câu bẩn này anh em kỹ thì mình làm lại cổng kỹ gấp luôn, bình thường góc bẩn hai bên là chưa có mất một miếng nào hết trơn á. Nè lưỡi câu bẩn bên đây còn nguyên nè.
bửng ngoài bao anh em là đẹp nha. Cặp này bửng ngoài đẹp dữ lắm, đẹp nè, nó dính keo gì nè, về anh em chùi ra nha. Nè keo gì nè. Bửng ngoài đẹp lắm đó, ốc nè, hoàng khè. Trời ơi, đụng mấy con ốc này đẹp ông nội ơi, ông nội. 2003, tháng 5 năm 2003 ha. Bên đây còn lưỡi câu bẩn nguyên nè. Đó, anh em muốn gắn quay 110 khoét lỗ như này lụm. Rồi. Vậy thôi, không có gì mà khó hết trơn á. Tiếp theo nữa là cái phần ốp mình sao với mua rùa. Thì ốp mình sao thì nó có 3 mảnh. Là tem rim theo xe của nó nè, bao đỉnh luôn. Bao đẹp nha anh em, bao đẹp, tem rin nha anh em. Đây, tháng 5 năm 2003 anh em. Lỗ lệ nguyên không quịch nha. Cái này dướng miếng cao su gì ta, miếng cao su gì á, để em đẩy nó ra luôn. Nhét miếng cao su vô đây chạy. Cái lỗ lệ nguyên đâu có quịch gì đâu nè, thấy không? Trời, miếng băng keo. Lỗ của người ta lỗ rin mà nhét băng keo vô. Vậy dặn cứng cáp lắm anh em. Tiếp theo là hai bên mình nè, một bên là bên mình lớn nè. Đó, tem rin còn thẳng băng anh em thấy không? Đẹp cực kỳ, ổ khóa em lấy lại nha. Cái nào em bán nói rõ ràng nha, ổ khóa lấy lại nha anh em. Em bán giá này rẻ lắm rồi, bộ áo này bán 4 triệu mới vừa giá. Tại em thấy nó có bị gãy một lưỡi câu bẩn với một bát ốp dai đó. Bát còn riêng chân nha anh em. Áo thẳng băng. Em cho anh em coi bát trước, bát thùng xăng còn riêng nè. Ốp mình còn riêng luôn. Má mà cái dòng này nè, anh em thấy cái ốp mình nó làm chắc cú hơn 110 mình không? Anh em nhìn cho kỹ ơi. Cái dòng này cái bát ốp mình nó làm chắc cú hơn quay 110 mình. Quay 110 mình làm em nói thiệt, cái bát này nó làm dở thiệt. Đời sau này cái nó khắc phục lại cái phần đó nè. Cái này vẫn còn nha, không có gãy nha. Lỗ không quịch gì hết nha anh em. Đúng 2003 luôn, tháng 5 năm 2003. Sáng em có rửa sương sương, có đỡ dơ cho anh em dễ nhìn. Áo sơn zin thẳng băng ở đây nó có tràn đường nè. Đó. Sơn zin đẹp lắm anh em. Đó, em bán đúng 3,5 triệu. Còn đây nó dính luôn mua rùa nè, em gá mua rùa cho anh em coi nè. Đẹp cực kỳ không? Mua rùa em bao anh em bắt zin toàn tập nha. Nè nè, gài vô nè thấy không? Nè nè, bắt zin toàn tập nha, gài vô nè thấy không? Mua rùa đúng đắt 2,3 luôn nha. Tháng 3 năm 2,3, tháng 5 năm 2,3 đó, bắt rin toàn tập nha. Đó, bên đây là tem rin là thối tiền luôn. Má, tem rin đẹp cực kỳ luôn nội ơi nè. Siêu đẹp nè, bắt ốp mình ta làm anh em thấy không, nó dày dặn, nó chắc chắn vải lờ luôn. Còn 110 mình làm cái chuyện bắt ốp mình này làm dở quá trời dở rồi đó. Rồi đó, ok anh em nha. Thì bây giờ cái phần nữa là em nói với anh em luôn, thì cái dòng này á, cái con này nè, mình nói anh em nè, nó dạng như là nó thuộc dạng là xe này là xe được, xe này là cái xe sản xuất năm 2002 nè, đúng là sản xuất năm 2002 nè. Thì nó sử dụng cái đồng hồ quay 110 2,2. Nói chung quay 110 2,1 2,2 mình nó xài chung. Đúng đắt 2,2 này nha. Nè, chứ không phải mà em binh biến em nói bậy bạ vô đây nha. Đây. Đồng hồ những con ốc còn mới chát hết trơn. Đó. Anh em thấy cái đồng hồ này nhiêu tiền rồi. Đó. Kính rin theo xe, cháu bấm kính tất cả là còn nguyên rin, về anh em tự rửa. Đó, rồi, một cái đồng hồ này ha. Nền còn đỏ chót nha anh em, thấy không? Đèn lái của nó nè, chữ Thái đàng hoàng nha. Kính cái phần giữa này nó có trầy, cái này anh em về thay được, thay cái nắp đỏ nó không có nhiêu tiền hết trơn á. Cái này nó có bị ố nước cho là sáng rửa nó lọt nước nhẹ vô nha anh em, này về rửa bình thường.
Rồi. Cái yếm ổ khóa nó là yếm tem tiếng Anh nè. Cái lộn yếm ổ khóa nó là yếm tem Thái nè. Không lỗi lầm. Có gãy hai bát này. Hai bát này không quan trọng đâu. Hai bát này sản xuất ra em thấy không có cái nhiệm vụ gì hết trơn. Tại có cho nó có thôi chứ. Tháng 5 năm 2003. Gãy ổ khóa vẫn còn. Bùi biển số luôn này nha. Full áo, full đèn, full nhựa nhám 3,5 triệu. Chào anh em cần hú em 0865 890158 vậy nha anh em nha. Bao đẹp.